Xin chào bạn, mình đang ở triển lãm Bangkok Motor Show và bên cạnh mình là chiếc Kana Maverick Max XRS 1000R. Đây là một chiếc xe địa hình rất đặc biệt. Nó có một cái thiết kế rất là trần trụi và cơ bắp hầm hố, được thiết kế riêng dành để cho đi địa hình. Như bạn thấy thiết kế nó đã như thế này rồi. Những chiếc xe của Kana cũng thường rất là nổi tiếng. Chúng ta có thể nhìn hệ thống giảm sóc nè, bánh nè, lốp nè, tất cả mọi thứ, ngay cả phần khung phía trên được, là có thể thấy khả năng off-road của nó cao đến như thế nào rồi. Đây là một trong những cái phiên bản rất là đặc biệt của Kana Maverick, thì nó có đến 4 chỗ ngồi và nó có thể là đi được những địa hình khó. Cái điểm đặc biệt là chiếc xe này sử dụng một cái động cơ Rotax V-twin, có nghĩa là hai xi lanh đặt hình chữ V. Dung tích của nó là khoảng 976cc, công suất của nó lên đến 131 mã lực. Ở những chiếc xe thế này thì nó không có đòi hỏi chiếc xe phải chạy nhanh, mà nó phải chạy tốt ở nhiều cái địa hình khó hay những cái địa hình cực khó mà xe ô tô không thể đi được. Ở Việt Nam thì chúng ta cũng chưa thấy nhiều những chiếc này, không biết thì khi nhập về thì nó sẽ được liệt vào dạng như thế nào và có thể chạy được trên đường phố hay không. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về chiếc xe. Quả thật thì khó để mô tả về thiết kế tổng thể của chiếc xe, bởi vì trông nó không giống với chiếc xe ô tô thông thường, mà nó là một thiết kế cực kỳ đã trần trụi và rất là đẹp, mình rất thích. Ở đây chúng ta có một cái lồng ở bên trên, cái khung sắt thép, ống thép cực kỳ lớn và chắc chắn để bảo vệ người ngồi bên trong. Ở phía trước phần mũi thì chúng ta sẽ có hai cái đèn pha dạng projector. Ở đây chúng ta có phần khung với những cái khung sắt bảo vệ rất là lớn. Đây là biểu tượng của thương hiệu Can-Am 1000R, nói về cái động cơ Rotax của chiếc xe. Cái bộ lốp cũng là dạng bộ lốp chuyên dụng dành cho việc off-road. Ở phía trước thì họ sử dụng hệ thống bục nhúng, họ gọi là A-arm, và rất là lớn. Ở đây chúng ta có những cái bầu với những thanh dàn ngang và bục nhúng có bình dầu trợ lực. Mình thì mình không rành về những cái kỹ thuật của chiếc xe này lắm, nhưng mà nhìn bằng mắt thì cảm nhận nó như vậy thôi. Ở đây các bạn thấy là chiếc xe nó không có cái kính chắn gió phía trước. Tuy nhiên thì họ cũng có bán thêm để chúng ta gắn cái kính chắn gió vào để chúng ta chạy bụi nó bị văng vào mặt. Ở phía sau thì ở đây chúng ta có một cái khoang có thể chở đồ, có những cái ấy để bỏ cái hành lý lên. Và đây là nổi bật là hai cái hệ thống ống xả kép đặt ngay ở giữa xe. Cái phần động cơ của chiếc Can-Am Maverick XRS này được đặt ở phía sau, nghĩa là ngay dưới của hai cái ghế sau, và nó là dạng động cơ V-twin tăng áp, nghĩa là gồm hai xi lanh đặt hình chữ V và tăng áp. Công suất cực đại của nó là 131 mã lực với công suất khá là lớn. Chiếc xe này được trang bị hệ thống phun xăng điện tử và được kiểm soát ga một cách thông minh. Ở phía sau họ cũng sử dụng một cái hệ thống phun nhúng rất là đặc biệt. Cái hệ thống phun nhúng này nó giống như hệ thống phun nhúng ở phía trước, và nó có tên đầy đủ là Fox cộng 2.5 Podium RC2 cộng Vitibac. Cái hệ thống phun nhúng này là một trong những cái hệ thống phun nhúng rất là chuyên nghiệp dành cho việc off-road, được thiết kế riêng cho những cái dòng xe này, rất là ấn tượng. Ở phía trên này chúng ta sẽ có hai cái đèn hầu nhỏ hình tròn. Cái hệ thống lốp, cái lốp này là cái lốp của Maxxis làm và nó tên là Bithorn 2.0, được sản xuất ở Đài Loan. Mình đang ngồi ở vị trí ghế lái của chiếc Kana Maverick XRS. Đây là các bạn đồng hồ, bên này vòng tua, bên này là tốc độ và giữa có một màn hình LCD nữa. Đây chúng ta có những cái nút để gài chế độ một cầu, hai cầu, chế độ Sport Mode hay là chế độ Eco, chế độ DBS. Đây là nút khởi động nè. Đây là cái ổ khóa để mà chúng ta khởi động xe. Đây là cái cổng sạc 12V. Đây chúng ta có những cái cảnh báo như là phải đẩy cần số về chế độ B khi mà rời khỏi xe. Đây là cái tay nắm thôi, tay nắm cho người ngồi bên cạnh. Rất là ấn tượng. Mọi thứ rất là thô sơ nhưng mà cực kỳ cứng cáp. Đây là cái cần số. Cái cần số này, hộp số này, hộp số CVT, nghĩa là hộp số vô cấp. Tuy nhiên là nó được tùy chỉnh để phù hợp với cái việc chạy địa hình. Override, đây là nút vượt. Override nghĩa là nút sẽ bấm vào để nó vượt qua cái bất ngờ. Bên này chúng ta cũng có một cái hộc để đồ, dạng hộc găng tay giống như trên xe hơi. Chân ga và chân phanh thôi. Ghế ngồi là dạng thể thao để chúng ta có thể chạy được ở trên những cái địa hình khó. Thì chiếc Can-Am Maverick XRS này, nó là một chiếc xe được thiết kế để chạy ở những cái điều kiện địa hình, chứ không được chạy ở trên đường giao thông công cộng. Nghĩa là các bạn không thể nào đăng ký biển số cho nó để mà chạy trên đường bình thường được.
chỉ có đem đến những cái vùng đất có địa hình khó, ví dụ như đồi cát hay là núi gì đó, sa mạc gì đó để chạy thôi. Và chúng ta sẽ phải chở bằng một chiếc xe khác, một chiếc xe được đăng ký thương mại chạy trên đường phố, chứ chúng ta hoàn toàn không được mang chiếc xe này chạy trên đường. Ở đây chúng ta có một cái lưới che, và cái này là cái phụ kiện bán thêm chứ không có sẵn cho chiếc xe. Ta nhấn vào nút này để mở ra, và chúng ta ngồi sau có thể bước lên. Ở đây chúng ta có một cái cần, và cái này chỉ là cái cần để nắm thôi chứ không có chức năng gì cả. Cần để nắm khi mà xe chạy địa hình thì rất là rung lắc. Ngoài ra ở đây chúng ta có một cái tay nắm khác để cố định khi mà chúng ta ngồi ở phía sau mà chạy trên đường khó. Hoàn toàn như vậy thôi, tất nhiên là nó sẽ có đai an toàn. Đây, đai an toàn đây, để chúng ta sẽ gài vào bên hông này. Chắc chắn là phải gài rồi, xe chạy rất là ghê. Cái lồng được cực kỳ cứng cáp. Ngoài ra họ có một cái tấm che, đó cũng là phụ kiện bán thêm để mà che lên cái khung xe. Ví dụ chúng ta đi trời mưa hay gì đó thì chúng ta sẽ che lại. Đây là cái hệ thống chắc là trục chuyển động cho hệ thống vận động hai cầu của xe đặt đặt bên dưới. Khoảng sáng gầm xe của chiếc xe này lên đến 30 cm, rất là dài, mới vậy thì mới vượt được địa hình khó. Chiếc Kona Maverick Max XRS này được bán tại thị trường Thái Lan với mức giá là 971.000 bạc cho cái phiên bản tiêu chuẩn. 971.000 bạc tương đương khoảng 600 triệu đồng tiền Việt Nam. Và đây là một chiếc xe được dành riêng cho việc chơi địa hình thôi, chứ không thể chạy trên đường. Ok, xin cảm ơn các bạn.